nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất nằm ở xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nơi đây được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 18 để tưởng nhớ công ơn của Trạng Nguyên tài đức vẹn toàn. Trạng Nguyên Đặng Công Chất sinh năm 1622 tại Phù Đồng. Ngài Đỗ Trạng Nguyên, đệ nhất giáp tiến sĩ, cập đệ nhất danh, được ghi danh tại văn miếu Quốc Tử Giám. Đồng thời giữ nhiều chức quan trong triều đình nhà Lê như binh bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, sử quan đô tổng tài. Cuộc đời Trạng Nguyên Đặng Công Chất chính là tấm gương sáng về trí tuệ, tâm đức để nhắc nhở con cháu tiếp nối đạo lý, nghĩa tình của tổ tiên. Cụ là con người từ nhỏ đã rất cố gắng phấn đấu trong học hành. Và khi thành đạt, cụ cũng là con người rất giản dị và trí công vô tư, công hiến hết sức mình cho đất nước, cho quốc gia. Mà khi cụ trở về với đời thường, cụ cũng rất giản dị, bao nhiêu bổng lộc cụ cũng tiến tất cả cho đình chùa miếu mạo và khuyên các con cháu cố gắng học hành, học giỏi, ra làm quan giúp nước, đừng làm hại đến dân đến nước. Nếu không học được thì làm ruộng ở nhà, coi như là ta làm ruộng, nhưng đừng làm cái gì ảnh hưởng đến hại dân hại nước. Nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất có một không gian riêng để thờ thân phụ của ngài là cụ Đặng Công Sắt, người có công sinh thành và dưỡng dục hiền tài cho đất nước. Nhà thờ được xây dựng lần đầu tiên trên nền của trường Xuân Phố, nơi hàng ngày thầy giáo Đặng Công Chất dạy học. Sau này do thiên tai, nhà thờ đã được di rời và trải qua 4 lần trùng tu. Nơi đây không chỉ là nơi tưởng nhớ tổ tiên, đó còn là nơi lưu giữ và phát huy truyền thống lịch sử của mảnh đất quê hương Thánh Gióng. Nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất không những là nơi kỷ niệm một danh nhân văn hóa, mà còn là nơi để giáo dục truyền thống, không những truyền thống hiếu học và truyền thống đạo đức cho các con cháu trong dòng họ ở Phù Đồng và trong cả nước. Theo di huấn của người thì nhiều con cháu đã thành đạt. Nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất được công nhận di tích quốc gia vào năm 2007. Cùng với rất nhiều di tích khác ở địa phương, nhà thờ Trạng Nguyên Đặng Công Chất như một minh chứng góp thêm cho mảnh đất giàu truyền thống của Phù Đồng.